màu trắng baby giúp con, màu trắng hồng baby ạ. Có thể quay giúp con một vòng đi ạ, mà giá rất là tình thương mến thương cho các bác thôi. 9 triệu đồng thôi ạ. Vâng, chưa đến 10 triệu. Một chiếc Classico bản 2012 rồi. Em kiểm tra xem nào. 2010 2012. Đây bản tem này là tem chót rồi này. Đấy, tem mây mưa là tem chót là vừa mới mua về tại cửa hàng xong. Đấy, các bé chắc là các bé có quả yên áo trong màu hồng baby, trông xinh xắn nhỉ. Gọi vui cũng gọi là tính nữ dâng cao một chút. Biển số là 29E1 Đồng Đa 30758 giúp con. Tại cửa hàng lúc cách đây tầm 1 tiếng đồng hồ anh chị em ạ. Nên làm ra là đây, lên livestream luôn để cho anh chị em nếu mà nhu cầu tìm mua những dòng xe nó xinh gọn gọn của Yamaha Classico. 9 triệu đồng thôi nha các bác ơi, chưa đến 10 triệu ạ. Máy zin anh em ạ. Đeo khẩu trang nghe thật cảm thật nhưng mà thôi. Anh em phải thông cảm tại vì là vừa nó khó nói ấy, nó hít ra hít vào nó khó nói. Để nói chung là cô cháu mình đeo khẩu trang để đảm bảo sức khỏe thôi ạ. Đây, hoặc là các mẹ các chị nào mà người nhỏ nhỏ kể cả mét 5, mét 6 đi ạ, hoặc là mét 4, cháu thấy là đi em này vẫn rất là phù hợp. Cháu hệ cao đi như này, em này cũng hơi bé thật. Rồi, đó. Này này cô Dung thôi. Cái này là cô Dung, cô Dung nhỏ nhỏ xinh. Anh em ạ, cô Dung nhỏ xinh. Em ơi, Ác Quy, à đây rồi. Ác Quy ơi, ý không? Vừa mới về anh em nhá, để cho anh em 9 triệu đồng máy quần jean. Đồ đạc cũng vẫn còn nhiều thứ quần jean. Mặt trên thì có được tỉa nhưng mà thôi tóm lại là anh em thích cái tỉa lên cái mỏng màu baby anh em ạ. Đây đồ đạc tất cả mọi thứ, xe vẫn đang nổ này, máy móc này, kính này, thôi được cái là nó là loại xinh nhỏ gọn. Anh em nào có nhu cầu mà tìm mua những loại Yamaha nhỏ xinh giá thì vừa phải dưới chục triệu thì anh em cân đối cho em xe này mọi người nhá. Vâng, các bác ơi, 9 triệu đồng nha, nhà con mới chỉ rửa dọn thôi ạ. Chưa rửa con ạ, vừa mới về. Chưa rửa tí nào luôn. Đây à. Vừa mới về nhà con nha, các bác yên tâm là khi mà em nói đến tay các bác rồi thì nhà con đã kiểm tra chất lượng một lượt rồi. Em phải đi ngon lành cành đào nó ngon ngon sạch sẽ đến nhà con ship về tận giường các bác luôn ạ. Biển số là 29E1 30758 ạ. Rồi, bao ship tất cả các tỉnh anh em nhá. Em ship tất cả các tỉnh, anh em tỉnh nào bên em cũng ship. Anh em thì chịu phí giúp em, chịu phí ship. Rồi em bán thường. Nguyễn hỏi là Way 110 biển Hà Nội giá như thế nào ạ? Từ tầm khoảng 13 triệu, 12 triệu 500 trở lên đến tầm khoảng 18-19 triệu. Tùy xe, đời tùy đời. Đấy, anh em mà muốn lắp muốn xem Yamaha Grande. Grande á? Grande mình lên được không nhỉ? Có được. Anh chị em chờ em một xíu nhá, Grande. Vâng, cháu sẽ báo bên kia, họ sẽ mang xe xuống cho các bác. Và bây giờ cháu xin phép được lên một em Viva cho các bác đi ăn đi làm nhá. Suzuki Viva nói về đời 2003 cho em. Vâng. Xe về độ bền không phải nói ạ. Đây, bật lên. Đức ơi, cho chị con Grande. Suzuki Viva anh em nhá, zin này anh em nhìn, Mayer zin này, thụt vẫn còn nguyên zin. Tâm nan này anh em nhìn, tâm nan vẫn còn vàng. Đây. Lốp thì đương nhiên là thay rồi, đời 2000 mấy giờ thì. Còn lốp thì khác gì zin Thái mới lại quay Thái đâu. Đây này anh em này, tem tam gì nhỉ? Yếm áo này vẫn còn nguyên zin anh em ạ. Xe vẫn còn dán ni lông cả xe từ mới luôn. Ra máy còn nguyên zin. Đấy, anh em nhìn đồ đàn này. Hụt nhá. Anh em nào quan tâm những cái dòng Viva mà đang hỏi Viva muốn giật, muốn đẹp để đi những cái dòng này. Ngày xưa em thấy anh em hay mua những dòng này để giật lên spa, giật lên spa lắm. Vâng ạ. Đấy thì cân đối cho em xe này, có thể anh em mua về đi ăn giá thì vừa phải cho anh em thôi. Vâng, biển số là 29P49773 giúp con nha. Xe máy em nó vẫn nổ đây ạ. Viva để cho anh em 8 triệu 2 anh em ạ. Nhưng mà thôi em cân đối làm sao để giá tốt nhất cho anh em 8 triệu đồng mọi người nhá. Một chiếc Viva. Đấy anh em. Rồi em kiểm tra này. Đây này anh em, từ cái IC này, tất cả cái IC vẫn còn nguyên zin mọi người. Thường thường là Viva ấy, Viva là anh em biết là những cái dòng IC này mà còn nguyên zin thì cũng không nhiều đâu đúng không ạ? Được không?
Để cho anh em 8 triệu nha anh em nhá, để em cân đối. Tại vì giá thực ra để bán ra là anh em đang lên giá là tầm khoảng hơn 8 triệu 500 nghìn. Em cố gắng làm sao em live stream, em sẽ cố gắng cân đối tốt nhất có thể cho anh em, để cho anh em 8 triệu đồng. Ở 2003 anh em nghe này, tiếng máy hộ em này. Máy anh em nhìn nhá, đồ đạt này. Máy rất là đẹp, căng luôn. Quay cho cô cái da máy đằng bên này. Đức ơi. Ốc bác này, siết toàn này. Ốc chưa làm anh em ạ. Bô bèo này. Đấy, máy vẫn đang nổ anh em nhá. 8 triệu đồng cho anh em nào thích một chiếc Viva, đi ăn đi làm được nha anh em ạ. Hoặc là các bác mua về giật lên chơi cũng được luôn nha. Đây có chú ơi, Way 110, Way giới đích cũng có, Way 110 cũng có. Rồi một chiếc Dream có thể liên hệ số hotline nhà cháu để trên bio giúp cháu nhá. Dream. Nhà cháu sẽ xin phép lên cho các bác một em Dream đây ạ. Dream Thái anh em nhá. Một em chiếc đến từ 88 Vĩnh Phúc ạ. Anh em Vĩnh Phúc đây rồi. Anh em nào có anh em nào Vĩnh Phúc ở đây không ạ? Cho em xin phép được gửi lời chào đến tất cả chị em Vĩnh Phúc nhá. Ở Vĩnh Phúc mà tìm mua những chiếc Dream giá vừa phải thôi ạ. Giá vừa phải đi ăn đi làm đều được. Vâng, một em Dream 1997 cho em. Rồi, đời 1997 nha anh em nhá. Chiếc đời em còn một con xe Dream đẹp, cao tiền. Chút em sẽ báo với anh em Đức Demo lên. Còn con xe này giá thành rất là hợp lý, vừa phải. Anh em nào đi ăn đi làm của Grab xe ôm đều được. Hoặc là anh em chở hàng cái dòng này đều ok. Anh em nhìn ra máy vẫn còn nguyên zin này, tem vẫn còn nguyên, nhưng mà thôi nó là cá rô đớp rồi. Theo thời gian anh em nhé, không thể tránh khỏi được. Đây, càng hộp xích nguyên zin, tam nan vẫn còn nguyên zin theo xe này. Hiện tại xe vẫn đang nổ. Đời 1997 anh em nhá, lên biển 5 số thì là được sang tên đổi chủ rồi. Đấy, tem này, tem thời ngày xưa nó cũng có bạc theo thời gian, không thể tránh khỏi được ạ. Bô xe 100, bô thân hòa. Da máy còn nguyên zin anh em ạ. Đây anh em nhìn đôi da máy này, ra được cái da máy con này rất là yêu nha anh em nhé. Đấy, tiếp tục đầu bò. Thực ra những xe này thì anh em là máy thì chạm rồi, nhưng được cái là bây giờ thời điểm này chạm chất. Mayer này, tâm nan cũng còn nguyên zin rỉ theo thời gian. Đây, tiếp tục bên này. Cũng không thể tránh khỏi được, tại vì giá thành bây giờ thì em bán ra giá rất là hợp tình hợp lý cho anh em. Có 17 triệu 600 nghìn thôi. Một chiếc Dream Thái đời 1997. Thôi cũng có được cái gầm này, cũng có được làm sạch sẽ ngon lành cho anh em rồi. 17 triệu 600 nghìn. Thôi, đi là. Vâng, biển số là 88L1 này, 42263 giúp con nha. 17 triệu 600 nghìn cho anh em nào cần một chiếc phương tiện đi lại, nhưng mà được cái vẫn ngon anh em nhá. Vâng, xe máy em nó vừa nổ thôi ạ. Vừa hàng vừa thôi, xuất sắc thì anh em xác định cho em tầm trên 20, trên 30, trên 40. Con hàng vừa đấy anh em đi ăn đi làm, có phương tiện đi lại và cần một chiếc xe Dream cứng cáp đẹp đẽ, anh em cân đối cho em xe này. Vâng, 17 triệu 600. Chú Văn Điểm nha, chú bảo là cô cháu mình tả xe hay quá. Chú Thúy Loan muốn quay lốc máy, quay lại lốc máy giúp con với. Đây, lốc máy em nó đây nha. Cháu quay rất là chi tiết rồi ạ, 17 triệu 600 thôi nha.